Gặp bài toán này các bạn xử lý như thế nào? Đọc sắp chia đó, học sinh cấp 1 à? Hay là cũng dùng Casio nhưng ở đây số bị chia cho số chia, được thương bao nhiêu lại trừ đi phần nguyên rồi lại lấy phần thập phân, nhân lấy số chia để ra số dư á? Rất mất thời gian. Hãy biết đứng chức năng này của Casio. Đầu tiên các bạn nhập số bị chia vào. Rồi các bạn nhập alpha phân số này. Rồi các bạn nhập số chia vào. Bấm bằng. Vậy là chúng ta ra được kết quả thương bằng 807.974 và số dư là 3.121. Và chúng ta dễ dàng chọn được đáp án B, đáp án chính xác của bài toán này. Hãy follow kênh TikTok học toán một con hơn để đón xem những tích giải Casio siêu cấp phí bro.